Chào các bạn, tiếp tục là chương trình chốt xe xe máy Thành Tâm nha các bạn. Thì sáng hôm nay bên mình đón được một hành khách đến xem full LED 125 các bạn. Đây, con full LED màu trắng đỏ này các bạn. Một dòng xe cực kỳ hot ở cửa hàng mình luôn. Lấy bao nhiêu về là hết, bao nhiêu có khi là chưa lấy nữa là khách đã cọc. Và về là khách xuống chốt và đem xe về. Sáng hôm nay thì anh khách cũng không ngoại lệ các bạn. Lại xem xe nè, rồi sau đó là thanh toán và chạy về trong vòng một nốt nhạc luôn. Tiếp đó thì bên mình cũng đón được khá là đông khách đến xem và chốt xe luôn các bạn. Thì em khách này đi cùng với gia đình đến xem các cái dòng Vario ở cửa hàng mình các bạn. Một dòng xe bên cạnh Future thì Vario cũng là một cái dòng xe hot và coi là dòng xe quốc dân ở cửa hàng mình các bạn. Đến xem xe xong thì em quyết định lấy con Vario mẫu 150 màu trắng đen này các bạn. Sau khi lấy thì em cũng đã thanh toán tiền mặt 100% luôn và sau đó chụp hình check-in với cửa hàng. À, sau đó thì sao? Đem xe về nhà thôi. Xe máy Thành Tâm cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng dành cho xe máy Thành Tâm trong suốt thời gian qua nha. Thành Tâm đến là đón, đụng là chốt xe.